Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Râu Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 8 của bộ truyện Bán Con của tác giả Trang Bubi. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Tôi biết con dở này gọi tôi ra đây kiểu gì cũng để diễn trò, nhưng không ngờ diễn tới mức nói dối việc mang thai với sếp. Tôi cũng đến sợ luôn đó, ảo tưởng sức mạnh vượt tầm vũ trụ. Nó đã mất công diễn, tôi cũng diễn lại cho tròn vở kịch. Tôi tỏ vẻ kinh ngạc đáp: "Em có thai á?" "Dạ vâng." "Được mấy tháng rồi em?" "Được 3 tháng rồi chị." "Thế biết con trai hay gái chưa?" "Con trai chị à?" "Oà, thế là nhất em đó nhá. Tin mừng như vậy, chị phải gọi điện chúc mừng sếp mới được." Tôi mới giả vờ lôi cái điện thoại trong túi ra. Nó tưởng tôi gọi thật nên cuống quýt bảo: "Đừng chị ơi, sếp với vợ chưa ly hôn mà, em phải giữ bí mật. Em tin tưởng chị lắm mới kể đó." Cái lý do củ chuối này của nó cứ nói đi nói lại mãi, nói tới nhàm lắm rồi mà nó vẫn nghĩ người khác tin nó. Tôi cười nhạt: "Giữ bí mật hay là vì em sợ lộ sự thật?" Nó nghe xong thì mặt liền biến sắc tức thì. Tôi thì chẳng có cảm giác gì cả, vẫn thản nhiên nói tiếp: "Em tưởng chị là con ngu mà để em nói gì chị cũng tin sao? Em nhầm rồi, hôm nay chị đến đây để chị xem em diễn trò gì mới lạ hơn không mà thôi. Ai ngờ vẫn là một bài văn mẫu cũ rích. Chị chẳng hiểu em là cái hạng người gì luôn nữa đấy Ngọc ạ. À, em bị cuồng trai quá mức nên ảo tưởng sức mạnh, tự mình vẽ ra một câu chuyện có mình làm nữ chính đó à? Uổng công bao lâu nay chị coi em là chị em tốt, thế mà em đâm chị những cú đau đớn quá." Chắc là nó cũng không nghĩ là tôi vạch mặt nó nhanh như thế. Trong thoáng chốc cả người liền cứng ngắc. Sau đó vài giây thì liền oang oang cái miệng cãi: "Chị biết cái gì mà nói, tôi chẳng làm gì chị cả." "Không làm gì mà ăn cắp thiết kế của tao rồi bán cho công ty đối thủ để vu oan cho tao hả mày?" "Chị đừng có mà vu khống, tôi kiện chị đó." "Kiện đi, tao cũng đang muốn kiện mày về tội ăn cắp đó Ngọc. Mày như vừa rồi sếp không truy cứu về pháp luật với mày thì phải. Nhưng nếu như bây giờ tao nhờ sếp chung tay với tao truy cứu mày thì sẽ ra sao nhỉ? Mà thôi, mày cứ chờ đó đi, rồi sớm đến phải nếm trải cái cảm giác được ăn cơm nhà nước mà thôi." Nói xong, tôi hùng hổ xách túi xách đứng dậy bước đi. Nó nghe thấy tôi nói như vậy thì thái độ cũng liền thay đổi. Chắc nó làm cùng ở công ty với tôi nên cũng biết việc gì mà trước giờ tôi nhờ sếp đều thành công, nên nó vội vàng kéo tay tôi lại và nói: "Thôi chị ơi, em nhận. Em nhận là em sai rồi. Em xin chị tha cho em. Em bị mù quáng bởi tình yêu dành cho sếp và những đồng tiền mà vợ sếp thuê làm thôi. Chị tha cho em. Em chắc dại một lần này, nể tình chị em lúc trước, mà chị cho em một con đường nha chị. Giờ chị mà đào lại vụ đó, em vào tù thì ai nuôi bố mẹ em?" "Vậy nếu như ngày hôm đó sếp không chứng minh được tao trong sạch thì ai nuôi mẹ tao, ai trả nợ cho tao?" "Em biết là em sai thật rồi chị ơi. Lúc ấy em không nghĩ được cái gì cả, vì lòng ghen tuông che mở con mắt. Tại vì em thấy chị vào làm sao em, sao cái gì cũng thuận lợi, còn em thì chưa được một lần." "Vậy mày có thấy mấy lần tao bị vùi dập thê thảm dưới tay của ông Hải không?" "Em biết, em sai rồi, em thấy tội rồi. Để bù đắp cho chị, em sẽ nói cho chị biết về bí mật của vợ sếp. Chỉ cần là chị hứa đừng kiện em, có được không?" Thực sự tôi đang làm quá mọi chuyện lên, chỉ vì muốn dọa cho nó một trận thôi. Bởi vì mọi thứ cũng qua cả rồi, trả thù hay là bới móc lên cũng chẳng giải quyết được việc gì nữa. Và con tôi cũng đang lớn lên mỗi ngày, tôi muốn tích đức cho con nên cũng không muốn truy cứu. Hơn nữa thực chất ra mối quan hệ của tôi và Dũng dạo gần đây cũng đâu còn như trước. Chỉ có điều tôi không ngờ rằng chỉ dọa nó một chút vậy thôi, nó đã lòi ra được bí mật của chị Tâm. Tôi bình tĩnh hỏi: "Bí mật gì?" "Thực ra chị Tâm không phải là trẻ mồ côi chị ạ." Tôi nhíu mày khó hiểu nhìn nó.
Còn chưa kịp nói gì, nó đã nói tiếp. Cái gia đình mà chị Tâm đang chung sống chỉ là bố mẹ nuôi thôi. Nhà người ta mất con gái nên nhận nuôi chị Tâm. Chị ta để lấy lòng thương hại của ông bà mà nói dối là mình mồ côi. Nhưng mà thực chất ra là chị ta từ mặt gia đình của mình để làm điều đó. Đây là một bí mật mà ngay cả sếp cũng không biết. Tôi tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn cái Ngọc. Khó khăn lắm cũng không hiểu tiêu hóa nổi lời của nó vừa nói. Như để chắc chắn tôi lại hỏi. Sao mày biết hả Ngọc? Mày định lừa tao đó à? Em lừa chị làm cái gì? Em cũng mới biết khi nhìn thấy bức ảnh chị ta chụp cùng với em gái của mình. Mà em gái chị ta là bạn mới cùng phòng trọ với em. Chính miệng em gái chị ta kể như vậy mà. Tôi không biết chắc chắn rằng cái Ngọc có lừa mình không, hay đây có phải là sự thật không. Nhưng mà trong lòng của tôi lại ngập tràn hy vọng, giống như một người đang đi ở trong bóng đêm quá lâu liền gặp chút ánh sáng. Nếu mà là sự thật thì ít ra tôi cũng có cái bí mật để giấu đấu với chị ta, và chị ta cũng không thể nào uy hiếp tôi được nữa. Tuy vậy, tôi cũng không vì niềm tin mà nở ra một nụ cười trước mặt cái Ngọc. Tôi chỉ bảo, hy vọng là mày sẽ không lừa tao một lần nữa. Nếu mày không biết điều, tao sẽ kiện mày thật đấy. Cuộc nói chuyện của mày và tao vừa nãy tao đã ghi âm sẵn. Trong đoạn ghi âm, có thừa nhận là mày ăn cắp thiết kế của tao. Đừng có chọc tao điên, nhớ chưa? Nói xong, tôi không muốn nhìn thấy nó thêm nữa mà quay người đi thẳng về nhà. Khi vừa đến cổng, tôi bỗng thấy Dũng đang đứng trước cột đèn hút thuốc, đôi mắt trầm buồn nhìn về khoảng không vô hình. Tự dưng nhìn thấy anh như vậy, tôi lại có chút không quen. Không hiểu lý do gì khiến anh lại có vẻ cô đơn đến thế. Tôi cứ đứng nhìn anh mãi, dưới ánh đèn vàng, góc nghiêng gương mặt của anh hiện rõ một cách cuốn hút vô cùng. Không biết tôi đã đứng nhìn anh bao lâu, chỉ đến khi Dũng quay lại tôi mới giật mình thu vội tầm mắt. Vừa định lên tiếng hỏi, anh tới đây làm gì, thì anh đã hỏi trước. Mẹ cu tin về rồi đấy à? Câu nói của anh rất rõ ràng, dứt khoát, thẳng thắn, không hề vòng vo mà khẳng định luôn. Lúc ấy tôi còn sợ là bản thân của mình nghe nhầm, nên đã quay lại ngó trước ngó sau, ngó đông ngó tây mới dám chắc người anh nói không ai khác chính là mình. Tôi ấp úng bảo, sao anh gọi nhầm đấy à? Anh im lặng nhìn tôi, ánh mắt thâm sâu như biển khơi, lại thêm chút nặng lòng. Qua một lát im lặng, anh mới chậm chạp đáp. Nói đi. Hả? Nói gì ạ? Cô là mẹ ruột của con trai tôi, có đúng không? Nghe xong câu này, mặt tôi lập tức tái đi. Tôi không biết tại sao anh lại biết và khẳng định chuyện này nhanh như thế. Nhưng vì sợ nên tôi vẫn lì lợm chối. Anh nói cái gì thế? Tôi chẳng hiểu anh nói gì cả. Đây là cái gì? Dũng đi đến trước mặt tôi. Còn chưa kịp để tôi trả lời, anh đã giơ một bản xét nghiệm ADN ra trước mặt của tôi. Bản xét nghiệm ADN trên tay anh dù có muốn phủ nhận, tôi cũng hoàn toàn yếu thế, không thể phủ nhận được nữa. Tôi không biết phải làm gì, không biết phải nói gì, nên cứ đứng chân chân nhìn bản xét nghiệm ấy. Mấy năm nay tôi luôn tự hỏi, người ngủ với mình ở khách sạn đêm ấy là ai? Tại sao lại nỡ cướp mất đời con gái của tôi? Vậy mà bây giờ, người ấy đứng sừng sững trước mặt của tôi cũng không hề cảm thấy ghét bỏ, chỉ cảm thấy đau lòng. Tất cả mọi chuyện tôi đều dám đối mặt, chỉ duy nhất việc ghét bỏ, đối mặt với anh về sự tồn tại của Putin là tôi chưa từng can đảm. Giờ đây, cái bí mật đang bị chôn vùi, anh lại bới lên. Tôi gần như trống rỗng, không biết mình phải làm thế nào. Phải mất một lúc rất lâu, tôi mới đủ bình tĩnh ngẩng đầu lên đáp. Anh sao lại có... Tôi còn chưa nói hết câu thì bỗng nhiên cả người bị anh kéo lấy, sau đó ôm chặt tôi vào trong lòng. Lồng ngực vững chãi này khiến tôi cảm thấy ấm áp lắm. Cả mùi hương hoa nhài quen thuộc của anh. Tôi muốn giằng ra, nhưng mà thực sự lý trí không thắng nổi con tim, cũng không đủ sức lực để chống cự lại cái ôm đầy thâm tình của anh. Tai của tôi nghe tiếng của anh khẽ nói. Cô đúng là điên thật rồi, chuyện quan trọng như vậy sao lại giấu tôi? Vì tôi sợ. Sợ cô ta à? Tôi khẽ gật đầu, anh nói tiếp. Từ bây giờ không phải sợ, có tôi ở đây, tôi bảo vệ em. Mấy từ tôi bảo vệ em được Dũng phát ra rất tự nhiên. Tôi nghe xong mà tưởng tim của mình tan chảy thành nước luôn. Thế nhưng tôi lại liền nói. Anh buông tôi ra đi, tôi không muốn. Mẹ Putin, em đừng nói gì nữa. Để tôi được ôm em một lúc thôi, có được không? Tôi và anh yên lặng, không ai nói với ai thêm câu gì. Đôi tay của anh vẫn đặt lên bờ vai gầy xương xương của tôi không buông.
Chưa bao giờ tôi lại có cảm giác bình yên đến vậy. Cứ nghĩ đến việc mình đã có thể sanh chính ngôn thuận bên con lại khiến sống mũi của tôi cay xè. Một giọt nước mắt chảy ra, chảy cả xuống vạt áo của anh. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng buông tôi ra khỏi, rồi đưa ngón tay đẹp đẽ xuống khóe mi, rồi dịu dàng lau đi. Tôi và cô ta chính thức kết thúc rồi. Em không còn phải sợ hay bận lòng về điều gì nữa đâu. Dũng, tại sao anh lại biết? Tôi là người không thích nói nhiều, vì tôi biết nói thế nào em cũng sẽ chối. Nên là tôi chỉ còn cách này mới khiến em không thừa nhận cũng không được. Vậy là ngày hôm đó anh đã nghe rõ cuộc nói chuyện của tôi và chị Tâm. Ừ, bảo sao lần đầu gặp em tôi lại có một cảm giác rất lạ. Hóa ra lý do là vì thế. Tôi nhìn anh, hít một hơi thật sâu để lấy hết sự can đảm mà hỏi rõ. Chuyện năm đó là thế nào? Tôi nhớ không rõ, vì hôm ấy tôi say rượu. Nhưng mà lúc tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm bên cạnh cô ta. Tôi cứ có cảm giác sai sai cho đến khi có sự xuất hiện của cô Tin. Vì để con có đầy đủ bố mẹ nên tôi mới đồng ý ký vào giấy đăng ký kết hôn. Hôm đó tôi cũng say rượu, lúc tỉnh dậy tôi không thấy ai cả. Hơn tháng sau tôi phát hiện là mình có bầu. Tôi gặp chị Tâm cũng là ở một phòng khám. Lúc ấy mẹ tôi đang chạy thận ở trong viện. Mà đứa bé đến bất ngờ quá nên tôi cứ như kiểu là bị dồn tới đường cùng. Chị Tâm hứa là sẽ chữa bệnh cho mẹ của tôi, chỉ cần tôi sinh ra đứa bé rồi giao lại cho chị ấy nuôi nấng. Ngày tôi sinh cô Tin, tôi đã quyết định sẽ không giao con. Nhưng không ngờ con lại bị tim bẩm sinh, cùng lúc mẹ của tôi được thận thích hợp để thay. Vì để cứu con và cứu mẹ nên tôi bắt buộc phải làm như vậy. Một quyết định day dứt và đau lòng trong suốt 3 năm qua. Tôi nói đến đây thì Dũng nhíu mày hỏi. Cô nói sao? Cô Tin bị tim bẩm sinh? Vâng, chẳng phải là anh và chị Tâm chữa khỏi cho thằng bé rồi đúng không? Thằng bé không hề bị tim bẩm sinh, thằng bé hoàn toàn khỏe mạnh bình thường. Nghe Dũng nói, cả người tôi như chết lặng đi một hồi. Rõ ràng năm đó bác sĩ nói với tôi là con bị bệnh tim cơ mà. Sao bây giờ anh lại nói là con khỏe mạnh bình thường? Tôi ngỡ ngỡ và chợt nhận ra một điều gì đó không đúng lắm. Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì anh nói tiếp. Em cứ suy nghĩ kỹ đi. Có phải là anh đang nghĩ tất cả là do chị ta sắp xếp từ trước? Năm đó chị ta muốn gài bẫy ngủ với anh, nhưng mà không ngờ anh lại ngủ với tôi. Cho nên... Ừ. Ngàn vạn lần tôi cũng không thể tưởng tượng nổi một câu chuyện vô lý như vậy lại xảy ra với chính bản thân mình. Nên tất thảy mọi chuyện như tôi suy nghĩ thì đúng là tôi chỉ muốn băm vằm chị ta ra làm trăm mảnh mới bỏ cái công tôi đau khổ trong suốt mấy năm nay. Tôi đã biết rõ con người của chị ta không hề đơn giản. Tôi đã biết rõ chị ta chỉ lợi dụng thằng bé để níu kéo mối quan hệ của mình và chồng. Nhưng mà trong thâm tâm của tôi vẫn luôn tự nhủ rằng dù có thế nào thì nhờ chị ta con của mình mới khỏe mạnh. Nhờ chị ta thì con mình mới lớn lên bằng từng này. Thì ra tôi không phải là người mẹ tàn nhẫn nhất, mà chính chị ta mới là người tàn nhẫn nhất. Chỉ vì để mưu cầu hạnh phúc của bản thân mình mà chị ta nỡ lòng chia cắt một đứa bé mới chỉ hơn một ngày tuổi rời xa vòng tay của mẹ nó. Tôi nghĩ lại hết tất cả những chuyện đã xảy ra mà đến bây giờ vẫn cảm thấy sốc. Khi cả tôi và anh đều đang trầm mặc suy nghĩ thì điện thoại của anh reo lên. Anh nhìn trên màn hình điện thoại rồi quay sang báo với tôi. Em vào nhà nghỉ đi, tôi có việc phải đi rồi. Nói xong Dũng vội vàng bước đi vừa nghe điện thoại. Tôi không nghe được tiếng anh, chỉ nghe được hình như anh nói chuyện với bố của mình. Sau khi Dũng đi khỏi rồi, tôi mới lững thững đi vào trong nhà. Đêm đó tôi nằm trằn trọc mãi mà chẳng thể ngủ nổi. Cứ nghĩ đến con mụ Tâm, tôi lại ức ứa gan ứa máu. Nếu như chị ta không lừa tôi thì mẹ con tôi đâu đến nỗi phải xa cách mấy năm trời đằng đẵng. Tôi nghĩ kể ra những thứ chị ta đang có, suy cho cùng cũng là cướp của tôi mà biến thành của mình mà thôi. Vậy cho nên nếu gặp lại chị ta, tôi sẽ không nhẫn nhịn nữa. Cuối tuần tôi được nghỉ làm, mà cô Tin cũng được nghỉ học. Sáng đó tôi định nhắn tin hỏi anh cho tôi gặp thằng bé được không. Ai ngờ rằng tin nhắn đang soạn, chưa kịp gửi đi đã nhận được tin nhắn anh gửi tới. Anh cứ như là đi guốc trong bụng của tôi vậy. Anh bảo, ra cổng đi, bố con tôi đang ngoài này. Nghe vậy tôi mừng lắm, vội vàng đứng dậy thay đồ rồi dặn mẹ vài câu, sau đó ung dung chạy về phía cổng. Lúc ra tới nơi tôi thấy bố con anh đang ngồi trong ô tô. Dũng chủ động bước xuống xe, mở cửa ghế lái phụ cho tôi. Cô Tin nhìn thấy tôi như mọi lần đều vui mừng reo lên. Cô Quỳnh. Tôi nhìn con xúc động hỏi. Cô Tin có nhớ cô không? Dạ con nhớ ạ. À. Để cô ôm con một cái thật chặt nhé. Tôi ôm chặt lấy con.
Tôi biết giữa tôi và con cần nhiều thời gian để lấp đầy những khoảng cách còn lại. Thế nhưng chỉ cần mỗi ngày được gặp con, danh chính ngôn thuận bên con, tôi đã mừng lắm rồi. Trên đường đi chỉ có tôi và cô Tin là nói nhiều, còn anh thì không hề mở miệng ra nói chuyện, chỉ yên lặng lái xe. Thỉnh thoảng tôi liếc mắt nhìn anh, lại bắt gặp khoảnh khắc khóe môi của anh khẽ cười. Xe cứ như thế rời khỏi khu vực nội thành, dần dần tiến vào một con đường rợp bóng hai hàng cây xanh mát. Ánh nắng ban mai nhẹ nhẹ rêu rắc những vệt nắng loang lổ trên đường. Không biết tại sao trong lòng của tôi lại tràn đầy sự hồi hộp. Không biết anh định lái xe đưa hai mẹ con đi đâu, bởi vì bình thường cũng chỉ quanh quẩn ở trong cái khu vực nội thành. Nhưng nhìn gương mặt của anh và những hành động quen thuộc của anh, có thể nhìn ra anh thường xuyên đi trên con đường này. Nếu không tuyệt đối sẽ không lái xe bình thản như vậy. Trong lòng của tôi mơ hồ nổi lên một chút nghi hoặc. Rốt cuộc là đang đi tới nơi nào? Xe tiếp tục chạy thẳng về phía trước. Không biết đã qua bao nhiêu thời gian, có lẽ khoảng 2 giờ đồng hồ thì xe mới dừng lại trước một ngôi nhà tựa như một lâu đài nằm lòng giữa mẹ thiên nhiên. Ngôi nhà không lớn lắm, nhưng kiến trúc lại độc và lạ. Khi bước chân vào tới sân đã tạo cho người nhìn một cảm giác an yên, tránh xa những ồn ào khói bụi. Dũng bảo cô Tin: "Con dắt cô vào trong đi, bố lấy đồ rồi vào sau." "Dạ vâng ạ." Sau đó thằng bé nhanh nhẹn kéo tay tôi bước đi. Nhìn mọi thứ được sắp xếp ở trong nhà, nhất thời tôi kinh ngạc tới ngây người. Thế tôi vẫn còn chưa hết thẫn thờ, Dũng ở phía sau lên tiếng: "Đây là nhà, mỗi khi tôi mệt mỏi thường đến đây nghỉ ngơi. Thằng bé cu tin cũng được đến vài lần." "À, thì ra là vậy. Rất đẹp và yên bình. Em có thích không?" "Tôi rất thích, bởi vì nơi này tạo cảm giác bình yên vô cùng." "Thích là tốt rồi, sau này sẽ đến đây nhiều." Sau đó tôi và cô Tin còn đi dạo vòng quanh ngôi nhà. Ở đây cũng có một cái bể bơi rất lớn. Đứng từ bể bơi nhìn ra xa, có thể thấy được những dãy núi trùng trùng điệp điệp. Cái cảm giác hít thở bầu không khí cũng dễ chịu và khoan khoái vô cùng. Hai mẹ con tôi đi dạo chán chê, lúc quay trở về phòng đã thấy Dũng đang đứng loay hoay dưới bếp. "Đói chưa? Chuẩn bị ăn cơm thôi." Đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy anh đứng trong bếp, nhưng lần này vẫn hết sức ngạc nhiên, vì lần trước là anh thấy tôi làm ăn ngứa mắt quá nên mới bắt buộc ra tay tương trợ. Còn lần này anh chủ động vào bếp nấu ăn vì hai mẹ con. Tôi tròn xoe mắt hỏi: "Anh nấu cơm à?" "Ừ, sắp xong rồi. Hôm nay có thịt sốt cải chua, rau muống xào, cá rán, tôm chiên, ghẹ hấp. Em rửa chân tay đi, cho cô Tin ngồi ăn cơm." Tôi cũng không nói gì nữa mà chỉ gật đầu. Trong lúc rửa tay chân cho thằng bé thì con bảo: "Cô ơi, bố Dũng nấu cơm ngon lắm." "Ngon như cô Quỳnh nấu không?" Thằng bé suy nghĩ vài giây, rõ là biết thừa cô nấu không bao giờ ngon bằng bố, nhưng vẫn nịnh cô bằng một câu: "Cô nấu cũng rất là ngon luôn." Tôi khẽ bật cười nhìn con của mình. Thằng bé này mới có 3 tuổi tí thôi mà đã như ông cụ non ấy, lại sớm biết lấy lòng người khác. Khoản này thì ông cãnh con ăn đứt ông bố là cái chắc. Chiều đó cả nhà ba người chúng tôi vui vẻ ngồi ăn cùng với nhau. Đây không phải là lần đầu tiên ngồi ăn thế này, nhưng mà là lần đầu tiên mà chúng tôi ăn với một tư cách đúng nghĩa là một gia đình. Ăn cơm xong thì tôi chủ động rửa bát. Dũng cũng muốn phụ tôi, nhưng mà tôi kiên quyết bảo anh cho con nghỉ đi một chút. Lúc tôi rửa bát xong thì con cũng đã ngủ. Bình thường con thức thì chúng tôi cũng bớt gượng gạo. Khi con ngủ rồi thì cả hai nhìn nhau thấy ngượng ngùng kiểu gì ấy. Tôi đang định hỏi anh: "Con ngủ rồi à?" thì anh là người chủ động lên tiếng trước: "Chúng ta ra ngoài kia ngồi đi. Ở đó có một cái ghế ngồi để ngắm cảnh." "Vâng." Dũng ngồi xuống ghế trước tôi. Tôi đang định ngồi cách xa anh một chút thì anh đã nói: "Ngồi xuống chỗ này đi." "Dạ." "Dạ cái gì mà dạ? Tôi có phải là ngáo ộp đâu mà em ngồi cách xa tôi đến như vậy làm gì?" Tôi còn chưa biết nói gì, anh đã kéo tôi ngồi xuống sát bên cạnh mình. Anh nói: "Ở đây đẹp nhỉ?" "Vâng, đẹp thật. Em là người con gái đầu tiên đặt chân tới đây đấy." "Hả? Thế còn vợ anh?" "Tôi chưa bao giờ coi cô ấy là vợ mình, nên cô ấy không đủ tư cách để đến đây." Nói xong Dũng cúi xuống nhìn tôi. Ở khoảng cách gần sát mặt nhau như vậy, tự dưng tôi cảm thấy hơi ngượng ngượng, lại nóng cả người, liền bắt chuyện cho quên đi cảm giác ấy. "Mà công nhận là anh giỏi thật đấy. Còn trẻ mà đã làm tổng giám đốc của công ty lớn, điều hành cả ngàn nhân viên. Chẳng bù cho tôi, quanh quẩn mấy bản thiết kế thôi mà đã đau cả đầu." "Nghề nào nghiệp đó, nghề nào cũng có áp lực mà." "Ngày trước anh học trường gì?"
Harvard. Dũng nói tới đây, tôi lại càng thêm phần ngưỡng mộ anh hơn. Đại học Harvard ở Mỹ là một trong 10 ngôi trường đại học danh giá nhất thế giới. Thế mạnh của ngôi trường đó là chuyên ngành kinh tế và kinh doanh. Để được học ở trong đó là đủ biết đầu óc của anh đỉnh cỡ nào. Thấy tôi ngây người, anh cười cười gõ nhẹ lên tay trán của tôi. Làm cái gì mà ngây người ra thế? Không giấu được sự hâm mộ của mình dành cho anh, tôi thẳng thắn bảo. Tôi đang ngưỡng mộ anh lắm đấy. Thật sao? Thật chứ đùa anh làm gì? Mà sao tôi thấy anh cái gì cũng giỏi quá trời giỏi luôn ấy. Em có biết là tôi giỏi nhất cái gì không? Cái gì ạ? Tạo ra sản phẩm. Tôi nghe tới đây thì há hốc mồm, chưa biết phải phản ứng ra sao thì Dũng nói tiếp. Em không thấy là dù chỉ một lần mà tôi đã tạo ra được cho em một thằng con trai đáng yêu à? Tự dưng không phải mặt mà cả người tôi nóng phừng phừng. Thấy Dũng cũng nói đúng mà, nên tôi không thèm cãi nữa. Mà cãi cũng không lại nên chỉ đành gật đầu. Vâng, anh giỏi. 4 giờ chiều chúng tôi quay trở về. Lúc chiếc xe tiến chậm chậm về phía cổng thì bất ngờ chị Tâm từ đâu chạy tới, chắn ngang đầu xe lại. Dũng nhìn tôi, anh bảo, em đưa cô Tin vào nhà đi. Thế là anh mở cửa xe bước xuống. Anh nhìn chị Tâm, ánh mắt lạnh như băng, giọng quát lớn. Cô điên à? Anh mới là đồ điên đấy Dũng. Anh vừa mới bỏ tôi chưa được bao lâu, anh đã công khai đi với nó, lại còn mang con tôi đi đâu? Tôi không muốn cô Tin chứng kiến cảnh này nên vội vàng bế thằng bé chạy nhanh về phía trước. Nhưng tôi vừa đi qua chị ta chưa được mấy bước, chị ta đã phi tới tóm áo của tôi rồi rít lên. Còn lý cướp chồng người khác, mày đứng yên đó cho tao. Dũng thấy vậy, vội vàng giật tay chị ta ra khỏi người của tôi. Anh quát lớn chú quản gia mang cô Tin vào nhà. Sau khi cô Tin đi khỏi rồi, anh mới lạnh lùng hất mạnh tay chị ta ra khỏi, khiến chị ta loạng choạng lùi về phía sau vài bước. Tôi thấy sống lưng của anh khẽ run lên, giống như sự phẫn nộ đạt đến mức cực hạn. Cút, cút ra khỏi nhà của tôi. Nói xong Dũng quay sang nhìn tôi. Phút chốc sự phẫn nộ trong đáy mắt dịu đi, thay vào đó là sự lo lắng không thể che giấu. Đứng yên phía sau lưng tôi. Chị ta nhìn chúng tôi đầy căm thù mà hét lên. Mày giỏi, con Quỳnh, mày giỏi quá rồi đấy. Mày dám giật chồng tao hả mày? Tao sẽ không bao giờ tha cho mày đâu. Còn anh nữa, Dũng, anh có mù không mà đâm đầu vào một con khố rách áo ôm thế này? Anh điên rồi. Anh bị bỏ thuộc bùa mê có phải không hả Dũng? Dũng xoay người quay đầu lại, ánh mắt nhàm chán nhìn chị ta. Anh thẳng thừng nói. Thì sao? Tình nghĩa mấy năm vợ chồng không bằng con đĩ này hả Dũng? Cô bảo ai là đĩ? Tôi nói cho cô biết, mấy năm qua tôi chưa từng coi cô là vợ. Thậm chí tôi còn chưa từng động vào người của cô. Những thứ mà cô có được ngày hôm nay cũng từ việc cô cướp từ cô ấy mà thôi. Nếu không có cô Tin, cô nghĩ là tôi có cửa làm vợ tôi sao? Tôi và cô kết thúc rồi. Tôi lựa chọn ai là việc của tôi. Nể tình bố cô nên tôi mới nhắm mắt bỏ qua mấy việc cô làm sau lưng của tôi đấy. Chị ta dường như lúc này đã chẳng nghe lọt tai câu nào nữa, điên đến mất hết lý trí, hai mắt long sòng sọc nhìn về phía tôi mà gằn lên. Quỳnh, tao đã từng cảnh cáo mày rồi đúng không? Mày đừng trách tao ác. Mày cướp chồng tao, mày đáng bị đau khổ như tao. Tôi biết là chị ta đang nói đến việc gì. Tôi nhớ lại lời Kinh Ngọc nói nên cũng mạnh miệng bảo. Chị đừng có mà lấy mẹ tôi ra mà uy hiếp tôi. Chị mà nói linh tinh với mẹ tôi cũng sẽ nói hết cho bố mẹ nuôi của chị biết rằng chị không hề mồ côi. Chị từ mặt gia đình khốn khó của chị để được vào gia đình giàu có nhận nuôi. Không biết họ mà biết được sự thật sẽ ra sao đây nhỉ? Chị chửi tôi nghèo, hèn. Mà chị có đến nghĩ đến bản thân của chị không? Mới đầu khi nói ra những lời này tôi cũng không chắc chắn lắm. Ai ngờ chị ta nghe xong, sắc mặt liền thay đổi, buột miệng nói. Sao mày biết? Chị không cần quan tâm làm sao mà tôi biết. Nhưng mà chị nên nhớ này, trên đời này, giấy không bao giờ gói được lửa đâu. Chị ta thất thần nhìn tôi và Dũng. Qua một lát im lặng, không biết suy nghĩ sao, nói một câu rồi quay đầu bước đi. Mày giỏi. Mày giỏi lắm. Chắc có lẽ chị ta mất cái danh phận con dâu của nhà tài phiệt nên cũng không muốn mất đi cuộc sống giàu sang mà mình đang có. Sau khi chị ta đi khỏi rồi, anh mới quay sang nhìn tôi dịu dàng nói. Xin lỗi em, để em chịu cảnh này. À có gì đâu, anh không cần phải áy náy đâu. Điều mà tôi áy náy nhất bây giờ là không biết cảm ơn em thế nào khi em đã sinh cho tôi một thằng con trai đáng yêu. Hâm à, con của anh cũng là con của tôi cơ mà. Quỳnh,
tôi lấy thân mình báo đáp cho em được không? Nghe anh nói như vậy làm tôi ngây người, rồi ngay sau đó ho sủ sụ như sắp chết đến nơi, sợ tí thì sặc nước miếng mà chết. Khó khăn lắm tôi mới có thể bình tĩnh hỏi lại, anh vừa nói cái gì? Dũng nhìn tôi khuôn mặt nghiêm túc đến nỗi nhìn là biết chẳng có ý đùa giỡn một chút nào. Anh dứt khoát trả lời, em lấy tôi đi. Lời nói của anh vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Một câu em lấy tôi đi được phát ra một cách rõ ràng, vậy mà nhất thời tôi không sao tin được vào tai của mình. Câu nói này làm tôi kinh ngạc đến cả người đơ ra như tượng. Tôi vẫn cố chấp nhận, nhất định là mình vừa nghe lầm. Bởi vì Dũng mà tôi biết là một người lạnh lùng ngạo mạn, yêu thương ghét bỏ rõ ràng, tuyệt đối sẽ không có chuyện anh vì tôi sinh cho anh một đứa con mà chủ động muốn lấy tôi. Thế nhưng lời nói của anh lại vang lên tai của tôi một lần nữa, vẫn câu nói cũ, em lấy tôi đi. Dũng, anh đừng có đùa như vậy, chuyện này không nên đùa đâu, không nên đùa. Em nhìn mặt của tôi đi, tôi giống như nói đùa lắm không? Thì cứ cho là anh muốn lấy tôi đi, nhưng cũng không thể vì cu tin được. Anh không thấy cuộc hôn nhân vừa đổ vỡ của anh cũng chỉ vì thằng bé sao? Một cuộc hôn nhân không có tình yêu chắc chắn là sẽ không thể dài lâu. Chi bằng chúng ta cứ như vậy mà sống, cả hai đều sẽ có trách nhiệm với cu tin. Tôi thích em. Nghe ba từ tôi thích em đối với người khác là đơn giản, là bình thường. Nhưng đối với một người như Dũng thì tôi biết để nói được câu này không hề đơn giản một chút nào. Một người như anh trước khi nói cái gì cũng đều chắc chắn, không bao giờ có chuyện nói một thành hai. Nghĩ vậy, tự nhiên hốc mắt của tôi chợt đỏ hoe cả lên. Tôi không biết sao là mình lại xúc động như vậy. Có thể là do hạnh phúc, có thể là do toại nguyện, mà cũng có thể vì một người đàn ông tôi thích cũng lại thích mình. Hơn nữa còn là bố của con trai tôi. Tôi cảm thấy cuộc đời này đã không còn gì để chê trách. Thế nhưng anh cũng vừa mới ly hôn. Tôi cảm thấy chúng tôi vẫn còn quá nhiều thời gian để suy nghĩ kỹ hơn, nên tôi liền lảng sang chuyện khác. Thôi, anh vào trong nhà với cu tin đi, tôi về đây. Em không ở lại với con à? Ngày mai tôi tới thăm con sau. Đi cả ngày nay rồi nên tôi phải về xem mẹ thế nào. Để tôi đưa em về. Thôi, anh vào với con đi, tôi tự bắt xe về được mà. Tôi muốn tự bắt xe về, nhưng Dũng kiên quyết không chịu. Cuối cùng dưới sự kiên quyết đó mà tôi bất đắc dĩ phải đồng ý. Trên đường đi, Dũng là người chủ động hỏi chuyện trước, nên thành ra từ nhà anh về nhà tôi, chúng tôi nói chuyện không ngừng nghỉ. Khi về đến tận cổng, tự nhiên tôi còn lên cơn hâm đến nỗi nhất định không chịu vào mà cứ đứng ngoài cổng với anh. Anh về đi, có gì liên quan tới con nhớ nhắn tôi nhé. Em vào trong nhà trước đi. Anh cứ về đi rồi tôi vào. Nghe lời, em vào nhà đi. Ngày trước tôi chẳng hiểu sao, có mỗi màn chào nhau ra về thôi mà các cặp đôi yêu nhau cứ phải dùng dằng cả tiếng mới dứt. Hôm nay mới hiểu được cái cảm giác ấy là thế nào. Vậy tôi về trước, có gì mai tôi sẽ qua đón chơi với con. Ừ. Tôi chậm chậm xoay người đi vào trong nhà, lúc sau mới nghe tiếng xe của anh nổ máy rời đi. Khi ấy chẳng hiểu sao tôi cứ như là một con dở hơi, tự cười một mình rồi tự cảm thấy hạnh phúc. Mẹ tôi thấy như vậy thì cười hỏi, đi chơi với bạn trai hả con? Dạ đâu có mẹ. Mẹ thấy rõ hình như là con đang yêu ai thì phải. Sao mẹ lại nghĩ như vậy? Vì cái hành động cười một mình thì chỉ có người yêu nhau mới vậy thôi. Nói cho mẹ biết chàng trai đó như thế nào. Thực ra tôi rất muốn nói cho mẹ biết rõ hết thảy mọi chuyện, nhưng mà lời chưa kịp nói ra thì tôi liền suy nghĩ lại. Sức khỏe của mẹ bây giờ chưa ổn định, bây giờ mọi thứ cũng vừa mới bắt đầu. Tôi muốn để thêm thời gian nữa rồi nói sau. Tôi cười nhẹ đáp, không có chàng trai nào cả mẹ ơi, là con đang vui vài chuyện thôi. Có thật không? Thật mà mẹ, nếu con mà có người yêu con sẽ nói cho mẹ biết. Mà mẹ đã ăn gì chưa? Mẹ chưa, chờ con về rồi ăn thể. Lần sau mẹ đừng đợi con nhé, con nói bao nhiêu lần rồi. Đến giờ mẹ cứ ăn rồi uống, còn uống thuốc chứ. Ừ, mẹ biết rồi. Lúc ăn cơm xong tôi cầm đến điện thoại thì thấy Dũng nhắn tin đến. Anh gửi một hình ảnh của cu tin đang ăn cơm. Anh còn bảo, đang cho thằng con trai của em ăn cơm đi này, em ăn chưa? Tôi vừa mới ăn xong thôi, thằng bé ăn được có nhiều không? Ăn được một bát cơm. Xong cứ hỏi cô Quỳnh đâu bố. Anh bảo con là mai tôi sang chơi nhé. Ừ. Tối hôm đó tôi ngủ một giấc ngon lành, nghĩ đến bố con anh nhiều, nên trong giấc mơ cũng mơ thấy cả nhà chúng tôi ba người hạnh phúc đi chơi với nhau.
Sáng ngày hôm sau, vì đã được nói trước với Dũng là hôm nay tôi sẽ đến thăm con, nên trước khi đi tôi cũng không nhắn trước mà trực tiếp lái xe đi thẳng tới nhà của anh. Lúc tôi tới nơi không thấy bố con anh đâu cả. Vừa định rút điện thoại ra gọi thì chú quản gia nói: "Cô Quỳnh, cô tìm bố con cậu Dũng à?" "Dạ vâng." "Hai bố con cậu ấy vừa ra ngoài, chắc lúc nữa rồi về đấy. Cô vào nhà chờ một lát." "Dạ vâng, cháu cảm ơn chú." Tôi ngồi ghế chờ một lúc. Trong lúc chờ đợi buồn chán quá, tôi có ngó nghiêng quanh ngôi nhà một lượt. Ngôi nhà của anh được lấy hai tông màu đen trắng làm chủ đạo, thiết kế rất độc đáo, tạo ra một không gian mở và sang trọng vô cùng. Khi mà tôi còn đang ngó nghiêng thì bất ngờ một giọng nói vang lên: "Chắc cô đang nghĩ mình sắp trở thành chủ nhân của ngôi nhà này có phải không?" Tôi giật mình quay đầu lại, theo hướng phát ra giọng nói, tôi thấy mẹ của Dũng đang từ ngoài bước vào. Vẫn như lần đầu gặp tôi, bà nhìn rất sang trọng và nghiêm túc. Tôi vội vàng đứng lên cúi đầu chào: "Cháu chào bác ạ." "Cô ngồi xuống đó đi, tôi có chuyện muốn nói với cô." "Dạ vâng." Thế rồi bà ngồi xuống đối diện tôi, nhìn tôi một hồi rồi mới nói: "Thực ra tôi tính đến gặp cô từ mấy hôm trước rồi, nhưng việc đến gặp cô chỉ nói mấy chuyện này rất tốn thời gian của bản thân. Hôm nay gặp cô ở đây tôi cũng muốn nói luôn này. Cô Quỳnh à, hình như cô không hiểu tôi nói gì sao? Sao lại cứ cố mặt dày bám lấy con trai của tôi không buông như vậy? Tôi hỏi thật nhé, cô muốn gì?" "Cháu không muốn gì cả, cháu chỉ muốn thăm con trai của mình tôi." "Nói dối, nếu cô vì thằng bé, cô đã không bán con của mình để lấy tiền phục vụ thú vui mua sắm hàng hiệu." Tôi không biết bà lấy đâu ra cái tin tức mình bán con để mà mua sắm hàng hiệu. Nhưng nghe bà nói như vậy, tôi thấy vừa tức lại vừa giận. Tôi dứt khoát đáp: "Cháu không hề bán con của mình. Lúc ấy chị Tâm hứa với cháu, chỉ cần cháu giao thằng bé cho chị ấy, chị sẽ chữa bệnh cho mẹ cháu và cho thằng bé." "Cô nói dối, thằng bé có bệnh gì mà chữa?" "Bác ạ, hôm qua cháu mới biết thằng bé không hề bị bệnh gì. Chính là vì chị Tâm lừa cháu, tất cả là âm mưu của chị ta." "Cô đừng có mà nói dối nữa. Tôi biết cái Tâm nói sai, nhưng cái sai của nó là vì quá yêu thằng Dũng nên mới làm như vậy. Nhưng việc đó không đồng nghĩa với việc cô đổi trắng thay đen. Thằng Dũng nó cũng không yêu cô đâu, cô đừng có mà ngộ nhận. Người nó yêu chỉ có một thôi, là cái Hà, mối tình đầu của nó. Con bé mất rồi, nhưng mà suốt mấy năm nay vào ngày giỗ của con bé, thằng Dũng đều ra mộ đó thẫn thờ đấy. Nếu nó mà có tình cảm với cô thì chỉ là sự ngộ nhận thôi, vì cô đẻ cho nó một đứa con, vì sự vất vả của cô khi mang thai một mình. Với lại thằng Dũng nó rất yêu cô Tin. Năm xưa nó đồng ý lấy cái Tâm cũng chỉ vì thằng bé. Bây giờ nó gần gũi bên cô cũng chỉ vì thằng bé mà thôi. Tôi nói thật nhá, cô không xứng với nó đâu, rời xa nó đi." Bà vừa dứt lời thì một giọng nói khác vang lên: "Việc xứng hay không xứng chỉ mình con biết, mẹ không biết được đâu mà nói." Lúc này cả tôi và bà đều kinh ngạc quay đầu lại khi nhìn thấy Dũng. Bà nghe anh nói như vậy thì liền tức giận quát: "Dũng, con có thôi ngay đi không? Chẳng lẽ con bị nó cho ăn bùa mê thuốc lú gì rồi à mà con u mê nó như vậy?" "Mẹ, mẹ nghe cho rõ đây, con sẽ không giải thích thêm một lần nào nữa. Cô ấy không làm gì cả, là con tự nguyện thích cô ấy. Bởi vậy con mong mẹ tôn trọng cô ấy cũng như tôn trọng con." "Con... hôm nay mẹ có tiệc với mấy bà bạn đấy, mẹ về sớm đi, kẻo muộn." Bà nhìn tôi và anh một lát, sau đó tức giận không nói gì nữa mà rời đi luôn. Thực ra tôi cũng không buồn vì những lời bà nói về tôi, bởi vì suy cho cùng, khoảng cách giữa tôi và anh cũng quá xa vời, có khác gì một trời một vực đâu. Anh đẹp trai tài giỏi, mọi thứ đều hoàn hảo. Còn tôi chỉ là một cô gái bình thường giữa ngàn vạn cô gái khác. Tôi chẳng có gì ngoài việc mình là mẹ của con trai anh. Sự xuất hiện của cô Tin cũng chẳng phải từ việc đơm hoa kết trái giữa tình yêu, mà đó là sự cố của chúng tôi. Chỉ là tôi buồn khi nghe bà nói đến mối tình đầu của anh, tôi cảm giác như bị chưng hửng ấy. Thế tôi thẫn thờ, Dũng xoay người tôi đối diện với anh. Anh nhẹ nhàng hỏi: "Sao thế, em đang buồn đó à?" "Không, không có gì đâu. Mà cô Tin đâu anh?" "À, chờ một lát, thằng bé về giờ đây." Anh vừa dứt lời thì tiếng cô Tin vọng ra: "Cô ơi, bố con bảo là hôm nay cô tới, vậy là bố không nói dối con ạ." Tôi nhìn con, nhìn nụ cười vui sướng của con mà lòng thấy hân hoan biết mấy. Tôi gạt đi mấy lời mẹ anh vừa nói mà cười tươi hỏi: "Nếu như ngày nào cô cũng đến chơi với con thì cô Tin có thấy vui không?" "Vui lắm ạ." "Cô thương con, cô Tin.
con cũng yêu cô. Cả sáng đó tôi ngồi chơi cùng với con, buổi trưa định về nhưng bố con anh giữ lại. Ở nhà cô giúp việc với quản gia rồi nên tôi không phải động tay động chân vào việc gì cả. Trong lúc ăn cơm, tự nhiên cô Tin lại bảo: "Bố ơi, cô Quỳnh kể chuyện với lại hát hay lắm." "Thế à? Thế chiều nay con có muốn cô Quỳnh kể cho con nghe rồi mới ngủ trưa không?" "Có ạ." Tất nhiên làm sao mà tôi nỡ từ chối con của mình. Thế là trưa hôm đó ăn cơm xong, tôi theo thằng bé lên phòng riêng của con. Ở trong phòng có rất nhiều bộ truyện. Cuối cùng con chỉ tay vào bộ Khu Vườn Bí Mật. Trộm vía thằng bé này được cái nước ăn nước ngủ. Ăn cũng ngon mà ngủ cũng ngoan. Khi mà tôi chưa kể hết câu chuyện, thằng bé đã lăn ra ngủ ngon lành. Nhìn con ngủ say mà trong lòng của tôi dâng lên một niềm hạnh phúc và yêu thương bất tận. Qua một thời gian nữa thôi là tôi có thể nghe được tiếng mẹ thân thương từ chính chiếc miệng nhỏ xinh này rồi. Nhìn con ngủ say một lát, tôi đứng dậy rời khỏi phòng. Vừa bước ra tới cửa thì Dũng đi tới, anh hỏi: "Thằng bé ngủ rồi à?" "Vâng, nó ngủ rồi." "Em qua phòng tôi một lát." "Làm gì anh?" "Em có muốn xem ảnh hồi nhỏ cô Tin không?" "Tất nhiên là có rồi." Vào tới phòng của Dũng, Dũng kéo trong ngăn tủ ra một album những bức ảnh từ lúc con mới lọt lòng cho tới mấy tháng, 1 tuổi, 2 tuổi và cả 3 tuổi. Những khoảnh khắc quan trọng cuộc đời của con đều được anh tổ chức rất lớn. Xem lại những hình ảnh này, trong đầu của tôi cũng mường tượng ra hành trình con khôn lớn. Bỗng dưng sống mũi cay xè, hốc mắt cũng sớm đỏ hoe lên vì xúc động, vì đau lòng và vì cả hạnh phúc. Thế rồi bất ngờ từ phía sau, một vòng tay ấm áp nhẹ nhàng ôm lấy tôi, giọng nói trầm ấm vang lên: "Nhớ em." Hơi thở nóng hổi kèm theo hương thơm hoa nhài quen thuộc phả vào gáy của tôi lẫn tai của tôi, khiến người tôi có cảm giác ngứa ngứa. Tôi định giật tay anh ra khỏi người của mình, anh lại càng ôm chặt hơn. Đầu của anh gục xuống vai của tôi, anh nói tiếp: "4 năm trước là anh ngu ngốc không điều tra rõ mọi chuyện nên đã để em và con chịu thiệt thòi. Quỳnh, tha thứ cho anh." Trái tim của tôi vì những lời này của anh mà tưởng chừng như đánh trống lồng ngực, nhất thời cả người đơ ra không biết nói gì. Thế rồi anh xoay người tôi lại, tôi ngước mắt nhìn anh ngập ngừng hỏi: "Sao nói những lời này? Lỗi có phải là do hoàn toàn anh đâu?" "Không, do anh Quỳnh à. Nếu mà anh điều tra kỹ hơn thì mọi chuyện đã khác." "Khác là thế nào? Là anh lấy em miễn cưỡng giống chị Tâm?" "Không, kết cục của chúng ta sớm tốt đẹp hơn, chứ không phải là muộn như bây giờ." Ngay lập tức, một nụ hôn ngọt ngào đặt lên môi của tôi, đầu lưỡi mềm mại mang theo mùi hoa nhài. Khi mà tôi giật mình thức tỉnh thì chiếc lưỡi kia cũng đã điên cuồng. Ý thức tôi nhắc nhở rõ muốn đẩy anh ra, nhưng không hiểu sao khi môi chạm đến, cả người tôi như bị ai rút hết sức lực, chân tay bủn rủn không còn chút cảm giác, thành ra chỉ có thể vùng vẫy phản kháng yếu ớt. Mà so với sức lực của anh, sự chống cự này chẳng là cái thá gì. Có một điều tôi không thể phủ nhận, từ đáy lòng của tôi đang khao khát và mong chờ anh. Tự nhiên tôi cũng không muốn ngược đãi chính bản thân của mình nữa, nên chậm chạp hé miệng đáp lại nụ hôn của anh. Ngày hôm đó tôi không biết là cuộc ân ái ấy diễn ra chính thức trong bao lâu, chỉ biết rằng rất lâu sau đó Dũng mới chịu buông tha cho tôi. Ngay sau đó vì tôi mệt quá nên đã thiêm thiếp ngủ đi một chút. Đến khi tỉnh dậy đã thấy đầu của mình gối lên cánh tay của anh, còn anh thì vẫn nhắm mắt ngủ say, hơi thở đều đều. Ngày hôm nay tôi không say, anh cũng không say, cả hai làm tình trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Thế nhưng bây giờ tôi lại tràn đầy cảm giác ngượng ngượng, má lại ửng đỏ lên như quả cải chua chín cây. Một lát sau tôi nhẹ nhẹ ngồi dậy, bước xuống giường, xỏ dép đi nhặt lại ống đống quần áo vẫn đang rải rác ở trên sàn nhà. Người tôi trần như nhộng, xấu hổ không để đâu cho hết. Khi chân tôi vừa chạm xuống đất thì Dũng cất tiếng: "Dậy rồi à? Em ngủ chưa thêm một chút đi. Thằng bé cu Tin nó phải 3 giờ chiều mới dậy cơ." Mới nghe giọng của anh thôi, tim tôi đã như thót lại, như sắp nhảy ra bên ngoài. Trăm ngàn lần là vừa nãy tôi hoàn toàn tự nguyện, nhưng giờ vẫn ngại ngùng không dám đối mặt với anh trong cái trạng thái không mảnh vải che thân thế này. Tôi nhìn đống quần áo của mình trên sàn nhà, vội vàng lao tới gom lại để chạy vào nhà vệ sinh mặc. Ai ngờ trượt chân, hậu quả ngã chỏng trơ ra đó, xấu hổ muốn chết. Dũng thấy vậy hốt hoảng chạy xuống lao về phía tôi hỏi: "Em có sao không Quỳnh?" Tôi nhìn anh lúng túng đáp:
Em không sao. Em làm cái gì mà vội vàng thế? Cửa anh khóa trong rồi, bên ngoài không có ai mở được đâu. Em vào nhà vệ sinh thay quần áo rồi nói tiếp. Em thay luôn ở đây cũng được, sao phải vào nhà vệ sinh? Em xấu hổ à? Kệ em. Đây có phải lần đầu chúng ta... Mới nghe tới đây tôi vội vã ngăn lại. Em đừng nhắc đến nó nữa. Nói xong tôi vội vã chạy vào nhà vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh táo, mặc quần áo chỉnh tề rồi mới bước ra ngoài. Lúc tôi bước ra, thấy Dũng đã mặc bộ quần áo thể thao ở nhà. Bình thường tôi đã quen với cái dáng vẻ tổng tài cao ngạo của anh. Hôm nay thấy anh mặc quần áo thoải mái thế này, phải công nhận là anh đã đẹp trai lại còn trẻ. Nhìn anh thế này, chắc là chẳng có ai nghĩ anh đã 34 tuổi. Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, tôi thì ngượng ngùng, anh thì rất bình thản. Anh vẫy. Ra đây nằm thêm một lúc cho đỡ đau lưng đi em. Tôi nhìn anh lý nhí bảo. Chuyện vừa nãy anh không cần ai nấy đâu. Cũng do em tự nguyện mà, chúng ta không có ai nợ ai. Dũng nhìn tôi vài giây, anh bật cười. Ai bảo là anh áy náy? Thế em nghĩ chuyện vừa nãy là anh không tự nguyện, anh bị ép buộc à? Không, ý em là anh không cần phải có trách nhiệm với chuyện này đâu. Anh chưa bao giờ nghĩ vì chuyện này mà phải có trách nhiệm với em cả. À vâng, như vậy cho dễ đi, bởi vì tình dục là bản năng của con người mà. Anh thích em, anh yêu em, anh muốn có trách nhiệm với em, có được không? Nghe nói như vậy làm tôi ngẩn người ra. Còn chưa kịp nói gì, anh lại nói tiếp. Thật ra anh thích em lâu rồi. Hả? Thích từ cái đợt ở bên Hàn Quốc cơ. Anh chưa bao giờ tin vào mấy cái tình yêu sét đánh. Nhưng mà anh không ngờ có một ngày chính bản thân của mình lại rơi vào mối tình sét đánh như vậy. Nói xong anh kéo sát tôi vào lòng. Tôi nghe rõ từng tiếng tim đập rất mạnh. Từ nhỏ tới lớn tôi chưa bao giờ có cảm giác mình được bảo vệ, cho đến khi gặp anh. Mỗi lần khó khăn nhất lại anh đều có mặt. Anh nhìn tôi một lần nữa khẩn khoản thiết tha. Xin em đấy, đừng cự tuyệt anh nữa, cho anh một cơ hội được không? Anh muốn bù đắp cho em và con. Trái tim của tôi bỗng run lên, cảm giác ngọt ngào lan tỏa khắp toàn thân. Tôi bây giờ có thể cự tuyệt anh nữa sao? Tôi không thể cự tuyệt nổi, chỉ có thể ngước mắt nhìn anh rồi khẽ gật đầu. Thế cái gật đầu của tôi, Dũng cười ôm chặt lấy tôi hơn. Anh nói, cảm ơn vợ. Tôi bỗng dưng có chút ngại ngùng, đỏ mặt quát anh. Ai là vợ của anh? Anh với em về mặt pháp luật không có quan hệ nào cả. Bởi vậy anh phải sớm rước em về bên cạnh mình mới được. Thực ra em thấy quan hệ... Tôi đang định nói quan hệ của chúng ta cứ từ từ, không cần vội như vậy. Ai ngờ chưa nói hết câu, anh đã thản nhiên cắt ngang. Một tuần mấy lần? Tôi nghiến răng nghiến lợi chỉ nhìn anh, sau đó đẩy anh ra rồi nói năm từ. Anh đúng là vô sỉ. Dũng bật cười, nụ cười tươi như ánh ban mai, để lộ ra hàm răng trắng đều như bắp, khiến tôi bị ngẩn ngơ với nụ cười ấy. À quên chưa hỏi em, xem biết chuyện cô ta không phải là con gái ruột của bố mẹ hiện tờ. Anh nói chị Tâm sao? Ừ. Em cũng nghe cái Ngọc kể thôi, tụi nó lừa mình, ai ngờ là thật. Em cũng không biết chuyện này thật sao? Ừ, anh biết cô ta là con nuôi, nhưng mà không nghĩ cô ta từ mặt gia đình ruột thịt của mình như vậy. Tôi và anh nói thêm vài câu nữa thì tôi bảo anh mở cửa ra ngoài để tôi sang phòng cô Tin xem thế nào. Thằng bé vẫn đang ngủ say, tay ôm chặt lấy chú cá heo, thỉnh thoảng còn mơ ngủ gì đó mà giật mình thổn thức mếu máo. Tôi hốt hoảng nhìn con, lại xót xa ôm con vào lòng. Mấy ngày nay tôi cũng không biết mình phải nói thế nào về việc tôi mới là mẹ ruột của con, lại sợ thằng bé không chấp nhận được cho nên cứ chần chừ mãi. Mẹ. Cổ họng tôi gần như tắc nghẹn. Lần đầu tiên xưng một chữ mẹ, hóa ra cũng khó khăn đến mức này. Tôi run rẩy ôm chặt con vào trong lòng, nghẹn ngào thốt ra một câu. Mẹ đây, đừng sợ, có mẹ đây rồi. Cô Tin thổn thức trong lòng của tôi, rồi cuối cùng cũng an yên ngủ tiếp. Tôi cúi xuống nhìn khuôn mặt của con, giơ tay vuốt tóc con mãi cho đến khi Dũng bước vào. Thằng bé vẫn chưa chịu dậy nữa. Con vừa mơ thấy ác mộng hay sao đó anh à? Ừ, từ lúc nó bị cô ta dọa bỏ xó ở trong căn phòng tối nên từ đó hay gặp ác mộng. Hả? Anh nói sao cơ? Chị ta bỏ xó thằng bé sao? Đúng vậy. Chuyện này mãi sau này anh mới biết, qua miệng của người giúp việc. Họ không dám nói vì không dám can thiệp quá sâu, một phần cũng là sợ bị cô ta đuổi việc.
Những lời nói của Dũng cứ hệt như một mũi dao cứa sâu vào vết thương đang âm ỉ ở trong lòng của tôi. Trái tim của tôi đau nhói. Một đứa bé ngoan và đáng yêu như thế này, sao cô ta lại nỡ lòng nào đối xử như vậy? Nghĩ lại những năm tháng tuổi thơ của con phải chịu vài lần sợ hãi, mà tôi lại càng thương con hơn bao giờ hết. Người ta nói chẳng gì hạnh phúc hơn tâm trạng của người mới yêu. Cả tối hôm ấy, người tôi cứ lâng lâng hạnh phúc khi nghĩ về bố con anh. Thỉnh thoảng khóe miệng lại không tự chủ được mà cười như một con hâm dở. Thậm chí nụ cười ấy còn lan tràn đến tận sáng hôm sau. Tôi vừa đi làm vẫn chưa bớt hâm. Khi tôi vừa bước tới sảnh công ty, lại nghe thấy mấy chị xúm lại nói: "Eo, kia có phải là cô Quỳnh, bồ nhí của sếp không mấy chị? Mặt mũi có đến nỗi đâu mà cướp chồng người khác như vậy nhỉ?" "Ừ, nói nhỏ tôi không người ta nghe thấy người ta mách sếp ấy, là mình nghỉ việc như chơi đấy." "Kệ chứ, làm bồ nhí có gì mà tinh tướng. Em thấy cô ta cứ như là bị đứt dây thần kinh xấu hổ ấy. Kinh nghiệm cướp chồng người khác nặng lắm đấy nhá. Đã vậy lại còn hiên ngang đi làm được chứ. Nghĩ cũng khổ thân chị vợ sếp, cùng chồng phấn đấu bao nhiêu năm mà chỉ vì con tiểu tam khiến hai vợ chồng xích mích, rồi gửi cả đơn ly hôn lên rồi. Đàn ông là thế, vợ đẹp con khôn vẫn không bằng của lạ." Tôi nghe xong uất đến nghẹn cổ. Mấy con mụ này trước nay đi du lịch chẳng thích sếp điên đảo, nhưng sếp không thèm để ý. Bây giờ đứng đó làm cứ như là mình thanh cao lắm ấy. Tôi vốn không thèm để ý nữa mà định bước đi. Ai ngờ từ phía xa đã nghe thấy giọng của Dũng lạnh lùng quát lên: "Nếu mấy cô không có việc gì làm thì nghỉ việc hết đi. Tôi không có thừa tiền để mà trả cho mấy người, đến cái nhân cách tử tế cũng không có." Nói xong, Dũng quay sang nhìn một người vừa nói sau cùng, lạnh lùng nói tiếp: "Cái vẻ mặt của cô đúng là xúc phạm người nhìn đấy. Trước khi bình phẩm người khác thì nên soi gương lại cho kỹ đi." Mấy người đó nghe Dũng nói như vậy, ai nấy đều run như cầy sấy, mặt mũi tái mét, cắt không còn một giọt máu, húm núm cúi đầu: "Vâng, em xin lỗi sếp." Nói xong, mấy người đó vội vàng đi chỗ khác. Dũng quay sang nhìn tôi, anh bước đến thật nhanh về phía tôi. Mỗi bước đi sải dài đầy uy lực, làm tôi lại liên tưởng tới mấy soái ca ngôn tình hùng hổ bảo vệ cho người mình yêu. Tôi vừa nãy dù tức lắm, nhưng mà nhìn thấy anh là tâm tình liền dịu trở lại, cười nhẹ hỏi: "Anh, xem phải miễn nhịn mấy người đó." "Kệ đi anh, em không muốn." "Vợ của Hoàng Minh Dũng không cần phải nhẫn nhịn bố con đứa nào." Tôi nghe vậy khẽ bật cười. Tôi biết là anh đang bảo vệ mình, nhưng kiểu tôi trước giờ cũng bị người ta nói nhiều sau lưng nên thành quen. Tôi chỉ đáp: "Vâng, em biết rồi. Em đi làm việc tiếp đây, sắp muộn giờ làm rồi sếp ơi." Nói xong không để anh đáp lại, tôi đã ba chân bốn cẳng chạy. Mối quan hệ của chúng tôi vừa mới bắt đầu, tôi cũng không muốn công khai mối quan hệ này cho mọi người biết, càng không muốn sợ dẫm vào nó. Tôi chỉ muốn được bình yên bên anh và con mỗi ngày. Không cần hào nhoáng tỏa sáng, chỉ cần êm đềm và lâu dài. Thế nhưng dù tôi có cố giấu thì hình như mọi người đều biết cả. Tin tức ở đâu lan truyền nhanh vậy tôi cũng không rõ nữa. Lúc tôi vừa bước chân vào phòng, mấy anh chị đã kéo tôi lại hỏi: "Quỳnh Quỳnh, mọi người bàn tán chuyện em với sếp đấy, là thật hả em? Em với sếp chính thức yêu nhau rồi hả?" Tôi nhìn mọi người chẳng biết trả lời sao, cuối cùng chỉ biết đáp: "Không như mọi người nghĩ đâu ạ." Mấy anh chị đang định nói gì nữa thì cũng may là anh Duy kịp thời đi tới giải vây cho tôi: "Cả phòng nhớ đây là hạn nộp bản vẽ đấy nhá." "Dạ vâng." Thế rồi ai về chỗ làm người đó. Thời gian cứ thế trôi qua. Ban ngày chúng tôi đi làm bình thường, tối về lại hẹn hò đưa cu tin đi chơi. Làm khi anh bận thì lại nhắn tin chat chít với nhau tới nửa đêm vẫn không biết chán. Cuối tuần nào chúng tôi cũng cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau nấu cơm, cuộc sống vui vẻ như một gia đình hạnh phúc thực thụ. Có một lần ô tô đang chạy giữa đường, đi qua chỗ nào cảnh đẹp quá tôi lại bảo anh dừng lại xe chụp. Mới đầu anh bảo tôi trẻ con, nhưng cuối cùng vẫn cứ chiều chuộng đồng ý. Tôi dẫn con xuống bên vườn hoa, nhìn anh cười toe toét: "Sếp ơi, chụp ảnh cho em và con đi." Anh nhìn tôi nhíu mày nói: "Gọi lại." "Sếp ơi." "Gọi lại." "Anh ơi." "Thế còn tạm được, lần sau là phải gọi chồng ơi thì mới được đấy nhá." Dũng đứng chụp cho hai mẹ con tôi đủ kiểu. Xong lúc gì tôi kéo anh đứng chụp chung. Anh không thích chụp ảnh, nhưng vì chiều tôi nên phải ngoan ngoãn đứng yên cho tôi chụp. Thấy anh chịu nghe lời, tôi sung sướng cầm điện thoại lên chụp túi bụi. Mỗi bức ảnh đều mẹ con tôi tươi cười, còn anh thì nghiêm túc vô cùng.
Tôi nhìn bức ảnh nhăn mặt bảo: sao xấu thế? Anh chụp chẳng cười gì cả. Sao lại phải cười chứ? Chụp ảnh cười mới đẹp. Anh chẳng bao giờ chụp ảnh cười cả. Thế bây giờ cười thử xem. Cười xong rồi chụp ảnh nhanh còn về nhé. Đi chơi mà chỉ dục về làm tôi đang vui thì mất hứng. Đang phụng phịu muốn dỗi thì Dũng ghé sát vào tai của tôi bổ sung thêm một câu: về sớm còn lai giống. Tôi tròn xoe mắt lườm anh một cái, xấu hổ tới nỗ hai má đỏ phừng lên, miệng thì lẩm bẩm: anh đúng là vô sỉ quá mà. Nói xong tôi bế cô tin vào trong xe mà không thèm nói với anh nữa. Cái ông này càng ngày càng bạo mồm bạo miệng ghê gớm. Tôi không có cửa mà cãi lại nữa rồi. Thế nhưng ngoài miệng thì manh anh thế thôi, mà khi gần nhau cái thì dục vọng nó lại lên cao, lại làm hai đứa quấn vào nhau. Cả căn phòng của anh toàn những tiếng thở dốc hỗn loạn, những lần va chạm, đến khi cả hai mệt nhoài mới chịu buông ra. Quay lại công ty, tôi vẫn muốn anh đối xử với mình như sếp với nhân viên bình thường. Và lần anh cũng nói đằng nào cũng phải cưới rồi mọi người sẽ biết. Nhưng thật ra tôi vẫn muốn chờ thêm thời gian nữa. Anh dù không thích nhưng vẫn chiều theo ý của tôi. Sáng hôm đó tôi đang ngồi làm việc thì anh vẻ mặt nghiêm túc đi tới báo: Quỳnh, vào phòng tôi một lát. Dạ vâng. Tôi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh mà buồn cười kinh khủng. Lúc tôi bước vào bên trong, cánh cửa phòng đóng lại thì đã bị anh dồn sát vào tường. Tôi nhìn anh ấp úng hỏi: sếp gọi em gì vậy? Anh cúi xuống nhìn tôi, khoảng cách chỉ khác nhau có 3 cm, nhẹ nhàng nói: nhớ em. Hai từ nhớ em làm tôi ngọt tới chủy cả tim. Tôi xỉ môi một cái rồi đáp: ngày nào mà chẳng gặp còn gì. Nhưng mà đêm không được gặp. Nói xong anh đã cúi xuống hôn nhẹ lên môi của tôi. Nụ hôn ngọt ngào triền miên say sưa và quyến luyến quyện lấy đầu lưỡi của tôi. Sau đó hôn sâu tới mức đầu óc của tôi quay cuồng, choáng váng. Qua một lúc anh mới chịu buông tôi ra. Anh nhìn tôi, nụ cười dịu dàng như một dòng suối mát chạy vào mọi ngóc ngách trong tim. Tôi vòng tay qua cổ của anh, giọng nũng nịu hỏi: sao gọi em vào đây làm gì? Em đoán xem. Em chịu thôi, không đoán được. Em không ngửi thấy mùi gì trong phòng à? Không. Tủ lạnh có sầu riêng ngon lắm đấy. Nghe đến sầu riêng, hai mắt của tôi sáng long lanh hỏi: anh kiếm đâu ra sầu riêng hay thế? Chỉ cần thứ em thích là được. Nhưng mà ăn sầu riêng trong phòng mùi lắm. Ăn đi, không phải sợ. Kể ra yêu được sếp cũng có nhiều cái sướng phết. Ngày ngày được nhìn thấy nhau, được hưởng những đặc quyền không ai có. Nhiều lúc hạnh phúc tới nỗi chỉ muốn đắm chìm trong đó, không muốn tỉnh nữa. Tôi ngồi ăn hết hộp sầu riêng thì mới đứng dậy ra về. Vì muốn giữ tình yêu mới chớm nở này mà tôi đã che giấu chuyện của tôi và anh rất kỹ. Mà cái ai đó nói gì thì nói, tôi vẫn quyết không thừa nhận. Bởi vì cái gì càng ít ồn ào thì lại càng tốt. Thế là lúc ra này, mặt mày của tôi tỏ vẻ căng thẳng như vừa bị sếp mắng xong. Mới chị thấy vậy thế mới hỏi: sao vậy Quỳnh? Sếp gọi em có việc gì đấy? À, sếp bắt em sửa lại bản thiết kế vừa rồi chị ạ. Ui, em mà cũng phải sửa lại sao? Thiết kế đẹp như vậy mà sếp còn chê. Càng khó tính thế nhỉ? Dạ vâng. Tôi vừa dứt lời thì một chị lên tiếng: ê mọi người, cả nhà có ngửi thấy mùi gì không? Thơm thơm cứ như là mùi sầu riêng ấy. Ừ, giống mùi sầu riêng. Cơ mà mùa này làm gì có sầu riêng nhỉ? Có nhưng mà hiếm chị ơi. Nói tới sầu riêng em lại thèm ghê. Trong bụng của tôi lúc đó buồn cười kinh khủng, nhưng chẳng biết nói với ai. Thế là lại lấy điện thoại ra, lấy lút nhắn tin cho anh: sầu riêng ngon thật sếp ạ. Ngon như anh không? Hơn nhá. Ngay lập tức anh gửi cho tôi một cái mặt lườm. Tôi buồn cười mà không dám cười, sợ mọi người phát hiện. Hít một hơi sâu để khống chế nụ cười của mình, rồi đặt điện thoại xuống bàn làm việc tiếp. Cứ như vậy cho tới một hôm, sếp của tôi phải đi công tác. Anh bảo: mang đi công tác một tuần, hai mẹ con ở nhà chờ anh về nhé. Em đón cô Tiên sang nhà chơi với bà ngoại được không? Tất nhiên là được rồi. Tối mai mẹ mới từ dưới quê lên, ngày kia em qua đón con. Ừ, anh đi công tác ở Nha Trang, em thích quà gì? Anh mua cho em ít bánh tráng nhé. Ok, đơn giản thôi, thế ở nhà đợi anh. Vâng. Hai tối nay tranh thủ làm tí đi. Tôi lườm nhà anh một cái rồi bảo: chỉ thế là nhanh thôi. Nhịn một tuần đó. Tôi phì cười, vòng tay kéo xuống hôn một cái: nhớ em và con thì phải nhanh nhanh về đấy nhá.
Vì trước tiến độ càng tốt, em và con ở nhà đợi nhé. Hay là em đi cùng với anh không? Thôi, em ở nhà với con. Rồi, chỉ con là nhất. Anh ghen với con à? Chẳng thế, tại em thiên vị. Nói xong tôi phải hôn chụt lên môi của anh một cái thì anh mới ngừng so sánh. Tối đó mẹ tôi không có nhà nên tôi qua với bố con của anh. Cô Tin nằm ở giữa, hai chúng tôi nằm ở hai bên. Cả nhà vui vẻ nói chuyện rồi thiêm thiếp ngủ đi. Ngày hôm sau lúc tôi tỉnh dậy, anh đã đi rồi. Thế gối trống trơn, tự nhiên trong lòng của tôi thấy hụt hẫng khó tả làm sao ấy. Cho cô Tin ăn sáng xong thì tôi đi làm. Chiều hôm ấy tan làm, lẽ ra tôi về nhà Dũng với con, nhưng vì muốn ghé qua nhà lấy đồ nên tôi chạy thẳng xe đến nhà của mình. Tôi vừa mở cửa bước vào thì bất ngờ một giọng nói vang lên. Quỳnh. Tôi giật nảy mình khi nghe thấy giọng nói kia. Khi quay đầu lại thì đúng như bản thân suy đoán, là Cường. Anh ta đứng sừng sững trước mặt của tôi, nhíu mày hỏi. Tôi nhíu mày hỏi. Anh tới đây làm gì? Vào trong nhà nói chuyện đi. Anh bị điên à? Tôi cấm anh bước chân vào nhà của tôi. Anh hãm vừa thôi chứ, đã chia tay rồi cơ mà. Chia tay 4 năm rồi mà cứ như âm hồn vất vưởng quanh đây vậy. Mà kệ lời tôi nói, anh ta không nói không rằng xông vào trong. Tôi ở phía sau quát. Anh cút ra khỏi nhà của tôi không thể báo công an đấy. Tôi cứ tưởng nói như vậy anh ta sẽ về. Ai ngờ lời tôi vừa dứt, anh ta bịt mồm tôi lại rồi kéo tôi vào trong buồng. Cánh cửa đóng sập lại, sau đó như một con thú bóp chặt lấy cổ của tôi. Còn danh này, có phải là mày được thằng tổng giám đốc đấy cưa cẩm, rồi mày xúi nó khiến tao thân bại danh liệt có phải không? Tôi bị anh ta ghì chặt, bịt mồm bịt miệng nên không thể phát ra được tiếng nào. Tôi cố gắng vùng vẫy nhưng sức của anh ta quá lớn. Chưa kể anh ta lại đang như một con thú điên, hai mắt long sòng sọc chửi tôi. Nếu thằng kia đã khốn nạn với tao như vậy rồi, tao sẽ cho nó biết cái giá của nó phải trả là thế nào. Nó yêu mày lắm đúng không? Nhưng nó mà nhìn thấy clip mày ngủ với tao thì không biết là còn yêu mày nữa không nhỉ? Khi mà tôi cảm nhận được cái vật thể kia đang ở dưới, tôi chỉ muốn cắn lưỡi chết quát đi cho rồi. Tôi gào khóc trong vô vọng. Tên anh Dũng, em xin lỗi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện Bán Con của tác giả Trang Bubi. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.